Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án nhà mới nhất thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với dự án này thì đã bán được 2 căn và với cái thiết kế đường ngõ trước nhà ở đây là 2m, cách với lại đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 30m, với cái thông số nhà 30m2, thiết kế rất chi là hợp lý. Với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị là hướng Tây Bắc, ngoài ra thì ở đây còn hướng Đông Nam nha mọi người. Và mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với vị trí căn nhà này thì gần gì với gì ạ? Gần với trục đường 70, gần với lại Vinhome Smart City, gần với Vincom Megamall, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ, gần với lại trường trung học cơ sở cấp 2 Đại Mỗ. Và với cái căn nhà này thì theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay, bàn giao ngay cho quý vị trong ngày. Với cái thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà, hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, toàn bộ các căn ở đây đều thiết kế tương tự nhau, một mẫu nhà, cho nên Ngọc Ánh sẽ quay cái căn nhà này để gửi tới cho quý vị nhé. Và lớp bên trong là lớp cửa gỗ kính, rất là đẹp, chắc chắn. Thiết kế với 30m2 thì như thế nào? Mời theo em vào khám phá cụ thể. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với phần tầng 1 của ngôi nhà thì hoàn thiện chỉnh chu, tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền vân đá màu trắng, và với cái không gian ở đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà đã được chủ nhà trang trí cho mình cái vách PVC khá là hợp lý, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Và với phần ở ngoài phòng khách này thì chủ nhà có tặng cho mình một chiếc quạt trần. Quan trọng nhất đó là vị trí đi lại thuận tiện, gần với lại Mỹ Đình, gần với lại Cầu Giấy. Quý vị nào mà đi làm từ cái vị trí ngôi nhà này mà đi Mỹ Đình hoặc đi Cầu Giấy thì nó phạm vi bán kính khoảng tầm 8 km quay đầu thôi. Còn xung quanh thì quá là nhiều những cái tiện ích dân sinh, sinh hoạt hàng ngày rồi. Và với cái giá chào bán thì ở cái cụm nhà này thì là thấp nhất là 3 tỷ 400 triệu đồng, gọi là giá chỉ từ 3 tỷ 400 triệu là quý vị dọn đồ về và ở được ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Tại thời điểm này thì như những cái căn nhà này quý vị sẽ vay được khoảng tầm tối đa khoảng tầm 2 tỷ nha quý vị. Vay được tầm tối đa 2 tỷ tiền ngân hàng, tối đa trong vòng 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Và với cái thiết kế cũng khá là hợp lý so với cái diện tích thôi. Còn nếu như để nói hoàn hảo thì cũng không hẳn mọi người ạ. Và tất nhiên trong cái thời điểm này thì cái giá cũng khá là ok. Và tất nhiên cũng có nhiều quý khách hàng hỏi là không biết là nhà chủ đầu tư xây thì như thế nào. Thực tế luôn, ở cái bây giờ ấy thì nhà xây thương mại nó rất là nhiều, cho nên chủ nào cũng vậy mọi người ạ. Xây cái chất lượng mọi cái nó đều rất là chỉn chu, cẩn thận, tường riêng, móng riêng, cột riêng cho quý vị. Ngoài có rất là nhiều video mà quay lại những cái dữ liệu từ thời điểm móng này, rồi là cột này cho mọi người để mọi người có thể tham khảo nhé. Đó, đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà này và đây là phần không gian phòng bếp. Với không gian phòng bếp thiết kế rất là đẹp, hoàn thiện ở đâu vào đấy hết rồi mọi người ạ. Và cái không gian phòng bếp này thì tủ bếp thiết kế hoàn toàn là gỗ MDF. Đấy, lõi xanh nha mọi người, cho nên cái chất lượng của nó độ bền khoảng tầm 8 đến 12 năm. Xung quanh bếp thì ốp gạch, ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite chuyên dùng cho ốp bếp. Với cái tủ bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, đây mọi người có thể nhìn thấy này, rất là chỉn chu. Với chủ đầu tư thiết kế lên tận tới tận trần với cái tủ bếp này để quý vị có thể thiết kế để những cái đồ không thường xuyên sử dụng ở lên trên phía đó. Và đây là cái phụ kiện bếp đi kèm, chất liệu đều là inox 304, dày dặn, chắc chắn. Kệ bát này, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Ở đây thì có 3 hướng, hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam và còn một hướng Tây Nam nữa nha quý vị. Ở bên ngoài kia còn một căn nữa. Thì quý vị nào mà muốn tham khảo của những cái hướng theo ý mình ấy thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhá. Còn cái căn nhà này thì đường ngõ thực tế review rất là chuẩn chỉnh rồi. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp và còn một phòng vệ sinh nữa. Với cái phần phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng, chỉ có bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên các tầng sử dụng ở phía trên. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên các tầng là thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Và cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính thì có một cái vách CNC ở đây. Khá là hợp lý cho quý vị. Quan trọng nhất Ngọc Ánh đã chia sẻ với mọi người rồi,
nó là vị trí bất động sản, quyết định lên giá thành. Mời quý theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với cái thiết kế cái ngôi diện tích 30m2, thiết kế 5 tầng thì cái ngôi nhà này thiết kế như nhau như sau. Với tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà của các nhà kia cũng thế. Ngọc Ánh quay căn này như căn mẫu cho quý vị, nó chỉ khác là khác cái hướng thôi. Còn đâu thì thiết kế giống hệt nhau. Tầng 2, 3, 4 thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng vuông vắn như thế này cho quý vị. Đây. Vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Ban công mở hướng được ra phía bên ngoài. Ống chờ, dây chờ để lắp điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này nó rất là gần với trục đường Tây Mỗ, mà nó cũng gần với lại trục đường Đại Mỗ. Gần như là đi ra nó chỉ khoảng tầm mấy trăm mét thôi mọi người ạ. Đó. Đây là cái phần thiết kế tầng 2. Phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây. Phòng vệ sinh của cái ngôi nhà này đây mọi người ạ. Được ốp gạch lên trên tới tận trần cho quý vị. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, kệ góc, bồn cầu, lavabo hợp lý với cái hai cái tông màu đồng nhất với lại màu sơn. Với sàn gỗ công nghiệp thiết kế ở trong các phòng ngủ đây. Rất là ấm áp cho quý vị nhé. Tông màu sơn chủ đạo là như vậy. Mời theo em nên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì cái ngôi nhà này cũng vậy thôi. Thiết kế tầng trên, tầng 3, tầng 4 giống hệt như là ở tầng 2. Như vậy, với căn nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ rộng rãi, thoáng đãng. Nó tiện ích sinh hoạt xung quanh ngập tràn, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào làm ở Hà Đông, làm ở Mỹ Đình, làm ở Nam Từ Liêm. 3 phòng ngủ, tất cả các phòng đều vuông vắn, sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay trong ngày, sang tên được luôn cho quý vị. Đó. Review chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên các tầng phía trên. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 để quý vị có thể xem được cái căn nhà này thiết kế nó có phù hợp với công năng sử dụng của mỗi một người hay không. Đây, phòng vệ sinh rất là rộng. Mọi người ạ, đó. Hợp lý. Và mời theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà này. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế một ô dính trời thoáng để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là cái phần để máy giặt. Này, sàn thoát nước, đầu chờ, ổ điện. Với tầng 5, thiết kế cho quý vị ở đây là một phần phòng thờ riêng của hộ gia đình. Đó, ánh sáng ngập tràn. Phần phòng thờ mà cũng có cửa sổ đầy đủ đây nha quý vị nhé. Đấy. Và phần còn lại là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi. Xung quanh, dân cư, tiện ích ra sao thì quý vị có thể ngắm nhìn cùng Ngọc Ánh xung quanh ở đây. Vị trí đây. Giao thông đi lại quá là thuận tiện. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Đứng từ vị trí ngôi nhà này, nhìn được trung tâm thương mại Vincom Megamall, nhìn được toàn bộ Vinhome Smart City. Rồi là cái khu vực này thì dân cư rất là đông đúc, tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ. Giá bán của ngôi nhà này là 3 tỷ 400 triệu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để biết thêm thông tin và được em tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất thì thôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.